Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Đồng hồ Hải triều Vào mùa thu 2019 vừa rồi thì lấy cảm hứng từ bộ đôi Moosewag lần đầu tiên được ra mắt năm 1996 thì Fossil họ đã hồi sinh lại bộ đôi cực kỳ, cực kỳ đặc biệt của họ Các bạn nhớ nha, cực kỳ đặc biệt nha Và có thể nói là đây là bộ đôi độc nhất vô nhị luôn Và cái tên Moosewag tạm dịch ra là đồng hồ cảm xúc Thì năm 2018 vừa rồi thì Fossil họ cũng có uh, Reborn lại cái bộ này rồi Nhưng mà họ bán ra với số lượng rất là ít phiên bản giới hạn và đã cháy hàng rất nhanh sau đó và thật may mắn là năm 2019 bây giờ thì chúng ta sẽ có sự trở lại của bộ đôi này Fossil họ rất là tự tin với dòng sản phẩm này của họ và họ nói đây là một trong những chiếc đồng hồ đem lại nét độc đáo duy nhất chỉ có tại Fossil thôi Vậy thì bộ đôi đồng hồ cảm xúc Moodswag này sẽ có điểm gì đặc biệt và tại sao nó luôn luôn cháy hàng thì bây giờ mình và các bạn cùng nhau khám phá thử nhé đầu tiên thì uh, mình cùng xăm soi với hộp đi. thì đây là hai cái hộp thực ra nó giống nhau, nó không khác gì hết. nhìn thì nó giống như cái hộp kẹo đó. bây giờ mình sẽ nhắc một chiếc rồi ha. rồi mặt trước á, thì các bạn chỉ thấy chữ là mucoq nè, đồng hồ uh, cảm xúc limit edition phiên bản giới hạn và nhìn nó dễ thương ha, giống như một cái hộp bút vậy đó. thực ra là nếu mà chúng ta mua hộp này đem về đựng bút hay là đựng đồ trang trí uh, noel hay là mỹ phẩm gì đó đều rất là tuyệt vời. và phía sau này á các bạn sẽ thấy nè có 6 cái icon gương mặt khác nhau giống như là cái kênh mà emoji của chúng ta vậy đó à, các bạn sẽ thấy màu đen nè màu xanh lá lai đen nè màu xanh đen đậm màu xanh lá màu xanh lá hậu phách màu hậu phách đó và những cái màu này nó sẽ như thế nào thì tí nữa mình sẽ giải thích bí ẩn này ở phần mình phân tích vật đeo nhé rồi còn bây giờ chúng ta cùng lướt qua xem chiếc hộp của chúng ta giống cái hộp kẹo thì nó sẽ có cái gì bên trong nhắc nó lên đó nó sẽ có một cái lớp màng bảo vệ thì đây là chúng ta sẽ có một phiên bản dành cho nam với xe mặt là 42 mm vậy thì chiếc bên này sẽ là một phiên bản dành cho nữ với xe mặt chỉ có 32 mm thôi rồi đó thì các bạn có thể thấy được cái cách đóng gói của họ nhìn nó rất là sự và đẹp luôn thì mình nghĩ đây sẽ là một trong những chiếc đồng hồ có thể tặng quà giáng sinh hay là dịp năm mới tặng đồng hồ mới thì chiếc đồng hồ này cực kỳ ý nghĩa và mức giá nó cũng rất hấp dẫn mà tí nữa cuối video mình sẽ tiết lộ của các bạn cùng biết nhé rồi và bây giờ chúng ta cùng à, nhắc lên luôn để xem xem phát cho cái gì nữa rồi các bạn sẽ có một cái tờ giấy nhỏ ghi thông tin giới thiệu thì cái cái dòng này mình tạm dịch là họ rất là tự tin với cái khả năng mà đồng hồ và đặc biệt của họ thì tí nữa mình sẽ giải thích rồi một cuốn sổ bảo hành rồi chiếc đồng hồ này cũng tương tự thôi để bây giờ mình sẽ review từng chiếc một nhé như các bạn có thể thấy đây thì mình đã nhấc hai chiếc đồng hồ này ra khỏi hộp rồi thì chiếc bên trái của mình sẽ là chiếc có mã là LE 1065 là phiên bản cho nam còn bên phải của mình sẽ là một phiên bản dành cho nữ có mã là LE1066 thì chiếc đồng hồ của nam sẽ có sai mặt là 42 mm còn chiếc đồng hồ dành cho nữ thì sai mặt của nó sẽ tiết kiệm hơn và nhỏ gọn hơn là 32 mm hai chiếc đồng hồ này sẽ có cùng độ dày là 9 mm tương đồng với nhau vỏ hai chiếc đồng hồ này được hoàn thiện bằng thép không rỉ tuy nhiên đối với phiên bản đồng hồ nam thì các bạn sẽ có một phần vỏ được mạ một cái lớp màu đen và dạng là hoàn thiện là màu đen nhám ngoại trừ những cái chi tiết mà cạnh gờ nhỏ thôi thì nó sẽ đánh bóng ở đây thì nó sẽ tạo điểm nhấn khi chúng ta soi dính sáng cái này nó sẽ bóng bóng lên còn riêng mẫu nữ thì thay vì họ sơn màu đen thì nhìn cục mịch quá thì họ sẽ mạ một lớp màu vàng hồng luôn và rất là sang trọng rồi ngoài ra thì hai chiếc đồng hồ này được trang bị một bộ dây da thật và đây là một bộ dây da có màu đen đồng thời là phía sau các bạn sẽ vẫn có duy trì là một cái khóa à, thao tác nhanh quick release để chúng ta có thể dễ dàng thay đổi được bộ dây bất kỳ bộ dây nào mà chúng ta muốn rồi mặt kính trên hai chiếc đồng hồ này sẽ cùng đồng thời là tấm kính khoáng và các bạn sẽ thấy là ở phần rìa ngoài có mô công nhẹ để ôm cái phần vỏ này hơn lúc nãy thì mình có lật sơ qua nắp lưng của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ thấy là nó khắc laser khá là nhiều thông tin à, các bạn sẽ có tên là mousepad nè đồng hồ cảm xúc À, giải thích một số cái màu sắc ở trên đây mà màu sắc như thế nào thì tí nữa mình sẽ nói à, tiết lộ đối với mặt này. Và đồng thời khi các bạn nhìn kỹ ở phần nắp lưng này ở phía cuối đó, các bạn sẽ thấy chiếc đồng hồ này có mã hiệu à, như chiếc đồng hồ nam mình đang cầm trên tay là có số là 2721, trong tổng cộng là 3254 chiếc đồng hồ. Đó, đây là phiên bản giới hạn mà cho nên nó sẽ có đánh số. mỗi đồng hồ nữ thì nó sẽ có đánh số là 2947. Rồi tổng thể thì bây giờ mình phân tích kỹ hơn về phần mặt đeo trên hai chiếc đồng hồ này thì mình sẽ nói những điểm chung nhé những điểm mà tổng quan đi thì mặt của hai chiếc đồng hồ này được thiết kế theo ngôn ngữ là minimalism ngôn ngữ của sự tối giản các bạn sẽ có những con số arab ở vị trí 12 giờ 3 giờ 6 giờ và 9 giờ thôi còn lại thì chúng ta chỉ là những cái vạch màu đen à, và trên chiếc đồng hồ này hai chiếc đồng hồ các bạn sẽ sở hữu cùng một bộ kim theo ngôn ngữ thiết kế là Stofin. tuy nhiên mẫu đồng hồ nam thì kim nó sẽ có màu đen còn mẫu nữ thì nó sẽ được mạ vàng tương ứng với phần vỏ luôn và chúng ta sẽ không có ô lịch ngày mình nhắc lại nha không có ô lịch ngày cho nên các bạn cộng chiếc đồng hồ ô lịch ngày thì hai chiếc đồng hồ này hoàn toàn thiếu vắng đi tính năng đó rồi nãy giờ thì mình cũng giới thiệu tổng quan sâu rồi vậy thì chúng ta cùng nhau nói về điểm đặc biệt tạo nên cho chiếc đồng hồ này tại sao nó cháy hàng mà tại sao là Foxo họ lại tự tin như vậy thì rõ ràng, nãy giờ nếu mà các bạn để ý coi từ đầu video cho tới bây giờ thì các bạn sẽ thấy chiếc đồng hồ nam này phần mặt đeo của nó đã thay, đã thay đổi màu. Nếu các bạn không tin thì các bạn hãy tua lại ngay từ đầu thì các bạn sẽ thấy cái màu thay đổi. Đúng vậy. Thì hai chiếc đồng hồ này sẽ có cái khả năng là thay đổi màu sắc tùy theo tâm trạng của người đeo. Thì nguyên lý hoạt động của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ dựa trên là cái hiệu ứng là bức xạ nhiệt của cơ thể để chiếc đồng hồ này có thể dự đoán được à, cảm xúc của chúng ta để thay đổi mặt cho nó phù hợp. Thì cụ thể hơn á thì nó sẽ dựa vào thay đổi của nhịp tim chúng ta. Điển hình là khi cảm xúc chúng ta thay đổi thì nhịp tim chúng ta cũng thay đổi theo, dẫn đến là nhiệt lượng cơ thể chúng ta cũng thay đổi và chiếc đồng hồ này sẽ dựa vào đó để thay đổi màu sắc của mặt đeo. Và nếu bạn nào mà chúng ta chưa biết cái cách thay đổi này thì mình xin ví dụ luôn một số sản phẩm hiện đại bây giờ chúng ta đã áp dụng rồi đó chính là khả năng thay đổi được một số cái viên đá mà đính trên những cái nhẫn trang sức chẳng hạn nó thay đổi màu sắc theo cảm xúc nè hay là những cái thiết bị mà dòng theo dõi sức khỏe mà nó không có trang bị cảm biến nhịp tim nhưng nó vẫn theo dõi được giấc ngủ thì về nguyên lý hoạt động nó cũng dựa trên bức xạ nhiệt của cơ thể như thế này rồi vậy thì nó sẽ thay đổi được những gam màu nào thì phóc sò họ trang bị cho nó bao gồm là 6 cái gam màu khác nhau đầu tiên thì các bạn sẽ có một cái gam màu đen đó bây giờ mình sẽ mở cái nắp lưng của chiếc đồng hồ này ra để mình nói kỹ hơn. Bây giờ thì hai chiếc đồng hồ này xanh lá rồi, cho nên chúng ta sẽ không có thấy được những cái gam màu khác. thì các bạn sẽ có tông màu đen nè là thể hiện sự lo lắng, trạng thái dễ bị kích động. cái gam màu xanh dương mà hơi pha xanh lá một xíu thì nó thể hiện cho chúng ta là chúng ta đang vui vẻ, đang thư giãn. À, màu xanh đen thì chúng ta đang vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc. màu xanh lá sẽ là lúc đó chúng ta đang nhạy cảm không vui có cái chuyện buồn màu xanh lá hổ phách thì nó sẽ thể hiện là chúng ta khó chịu tại vì là nó có màu tím này hay hơn dạng giống như chúng ta hay có cái câu này giận mà tím người đó nhưng mà ở đây thì nó chỉ là màu xanh lá hổ phách thôi chứ không phải là giận tím người được rồi còn cuối cùng thì sẽ là cái màu hổ phách thì cái màu này sẽ thể hiện là cảm xúc chúng ta đang hồi hộp và căng thẳng thì nó sẽ dựa vào cảm xúc của chúng ta dựa vào cái thân nhiệt của chúng ta để nó thay đổi sáu cái màu này để tạo nên cái sự độc đáo ấn tượng trên chiếc đồng hồ với những đặc điểm mà độc đáo nổi bật nãy giờ mình nêu ra thì theo các bạn thì hai chiếc đồng hồ này có đủ sức hấp dẫn hay không và theo nhận định của mình nha với mức giá chỉ là 3 triệu 110 ngàn thôi tại showroom đồng hồ triệu hiện tại thì bộ đôi đồng hồ này rất đáng để chúng ta có thể chơi vì nó rất là hay ho và thú vị à, các bạn có thích hai chiếc đồng hồ này không và nếu các bạn muốn biết thông tin chi tiết cũng như là giá bán cụ thể của hai chiếc fossil đặc biệt này thì các bạn có thể truy cập vào đường link đến kèm phía dưới video và nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay và hữu ích thì các bạn đừng quên bấm vào nút like xe cho ông bè nút chuông để luôn nhận những thông báo mới nhất và nút subscribe để cập nhật cũng như là ủng hộ kênh youtube của chúng mình nhé rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo